Xin chào anh chị, đến với buổi live stream nhận định thị trường chứng khoán ngày 20 tháng 5. Hôm nay thứ hai là một phiên tăng điểm tiếp diễn và tài khoản của chúng ta vẫn tiếp tục tăng với những mã đặc biệt như Dabaco vẫn tiếp tục tăng rất là nhiều. Thị trường thì sáng nay mở một phiên tăng gap lớn chạm vào vùng cản đỉnh 1.282 và rất nhiều nhà đầu tư lo lắng sợ thị trường sập và hành động của họ là chốt lời là hoàn toàn dễ hiểu. Mình có liệt kê một số lý do mà nhà đầu tư lo lắng sập mạnh. Và anh chị, tại sao anh chị lại cái lo lắng thì hãy comment cho em để em hiểu xem tâm trạng của chúng ta như nào. Thì đây là những cái mà mình nhìn nhận bằng nó thực sự là rất dễ logic thôi. Đó là đại đa số nhà đầu tư bây giờ thì vừa mới mua hàng, cái đệm lãi của họ chưa đủ lớn. Nếu chúng ta là một nhóm, mình khẳng định tất cả những em nào mua theo mình khuyến nghị thì khẳng định đệm lãi ít nhất bây giờ là từ 3%. Còn đại đa số những mã là từ 8 cho đến 15%, thậm chí có những mã hơn nữa thì hoàn toàn có. Thì những người như thế chúng ta rất bình tĩnh. Nhưng tuy nhiên có những người rất lo lắng thì lý do là họ vừa mới mua hàng và nghĩa là hiện giờ cái vị thế đấy của họ là chưa có đủ hiện lãi lớn, thường chỉ mà hòa vốn 1%, thậm chí cũng có lãi nhưng chỉ 1-2%, và thậm chí thì đại đa số thì có gồng lỗ và bây giờ mới về bờ. Do đó khi mà thấy cái thị trường về vùng gần đỉnh cũ thì họ lo lắng là điều đương nhiên, và khi họ lo lắng thì bao giờ họ sẽ hỏi broker rằng có nên chốt hay không. Thì vẫn nhắc lại cái câu trả lời của em ngày hôm qua, đó là đối với những người gồng lỗ mà bây giờ về bờ vùng đỉnh rồi thì anh chị hãy cứ nhắm mắt bán cho em 1/3, cho dù rằng có thể cổ phiếu đó tiếp tục tăng nhưng ít nhất là giải quyết bài toán tâm lý của anh chị. Còn nếu anh chị mà có đệm lãi đủ lớn, nghĩa là khoảng tầm 5% trở lên, thì anh chị cứ tiếp tục bình tĩnh, bởi vì những mã mà anh chị có thể là mã rất khỏe, và mình nghĩ là cho dù thị trường sắp tới ở vùng đỉnh nó lình xình đi ngang thì những mã đấy có thể sẽ tiếp tục vượt đỉnh. Thì chiến lược của mình đó là chốt lời ở vùng đỉnh thì bán 1/3 thôi, không bán nhiều, hoặc là bán phần margin ở cái lúc hưng phấn nhất, ví dụ như sáng nay tạo gap vùng đỉnh hưng phấn nhất là bán, còn không bán hết, chỉ bán biết tiếp phần còn lại khi mà nó hoàn thiện đầy đủ các mô hình đảo chiều. Ví dụ không chỉ là một cây nến đơn lẻ mà phải là một cụm nến, và đã cụm nến ít nhất phải 3 cho đến 5 cây nến, đúng không? Thứ hai là phải có rõ ràng phân kỳ âm, phải có hai đỉnh hoặc ba đỉnh, hoặc là số phiên phân phối ít nhất là đến hết phiên phân phối thứ hai, nghĩa là có một phiên phân phối đầu tiên thị trường kéo tiếp lên đỉnh thứ hai, và khi dấu hiệu phân phối phiên thứ hai trở đi thì chúng ta mới tiếp tục bán tiếp 1/2 này. Đây là cái khuyến nghị của mình và hy vọng rằng đây là một cái lời động viên của anh em, luôn luôn động viên khách hàng tự tin khi cầm hàng và cảnh báo khi hưng phấn quá rủi ro nhé. Đấy là cái triết lý của mình là như vậy, không bao giờ mình cố gắng bán tất cả ở vùng đỉnh. Đấy là lý do đầu tiên. Thì đây chúng ta vẫn đang thấy rằng có một cái nến đỏ úp bô bia mộ thì khá là nhiều người lo lắng, ví dụ như cây nến này này hoặc những cây nến này này, nhiều người đang lo lắng, nhưng cá nhân mình nhìn nhận ấy thì thị trường chưa đến mức độ như thế. Mà anh em kể ý đấy, kể cả cứ coi đây là đỉnh thật sự đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn có ít nhất 1 2 3 4 5 cây, hoặc là 1 2 3 4 5 cây nữa, thậm chí kể cả trường hợp nó đánh sốc như này, rơi thẳng một lèo hình chữ V ngược như thế này thì chúng ta vẫn ít nhất còn 3 phiên nữa để chúng ta quyết định rằng có bán hay không. Và cái giá mà kể cả trường hợp xấu nhất nó rơi như thế này đi chăng nữa thì mình đảm bảo cái giá của anh em bán ấy thì nó cũng không cách cái giá mà ngày hôm nay xảy ra, nghĩa là những cái giá đấy nó sẽ không cách cái giá hiện giờ mấy. Cho nên mình nghĩ rằng với những anh em có lệnh lãi từ 3, 5, 7, 10%, hàng 15%, chúng ta tiếp tục bình tĩnh. Bởi vì nếu chúng ta có lãi 15%, ví dụ những cổ phiếu HAH của chúng ta, đúng không, mới mua 42 đi chăng nữa thì bây giờ ít nhất cũng là 4%, đấy là vị thế mua mới 5%. Chứ những người mà cầm 38 như mình thì bây giờ lãi mười mấy phần trăm, mình bình tĩnh. Kể cả HPG cũng thế. Hôm trước rất nhiều người hỏi em Hưng có bán ở 30,7 về bờ không? Thì mình bảo cứ bán 1/3 đi, để chị giải quyết bài toán tâm lý. Còn nghiêng nghiêng em cầm ra 28 thì em chưa có bán. Thậm chí hôm trước có nhiều người bảo là bán được 30,95, là hú hét, chúc mừng này nọ, mà rốt cuộc bây giờ nó 32. Anh chị nhìn chưa? Thị trường nó vẫn cứ tiếp tục tăng, và chưa có một bất cứ một dấu hiệu nào cho chúng ta thấy rằng là thị trường sẽ đảo chiều, sẽ gãy ngay lập tức trong phiên ngày mai. Cho nên mình nghĩ là cứ tiếp tục bình tĩnh đi. Còn mình đã nặng rồi, thị trường có xấu ấy, thì phải từ thứ tư tuần này trở đi và mình sẽ chứng minh trên đồ thị tại sao cái quyết định đấy của mình nhé. Thì anh em có thể xem và để lại cho mình lượt like, subscribe kênh. Còn đây là cái khuyến nghị của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay nhé, thì từ tối hôm qua mình đã nhắc rồi, điểm mua mình khuyến nghị gồm những cổ phiếu VGC đúng không? Hôm qua mình mua đúng không? VGC 54,5. PC1 mình có mua đúng không? VX mình có mua ấy, KSB mình có mua. Thì hôm nay trong số các mã HAH này, PC1, VGC, KSB thì ba trong số mã này tăng rất là tốt. HAH 2%, PC1 3%, KSB 3%, thì duy nhất
Mã VGC này thì vẫn đang gọi lãi nhẹ nhẹ, mình mua giá 54,5 thì đang lãi hơn một chút nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể, chưa đến 1%. Thì đây là cái bộ mà mình nghĩ rằng đây có lẽ là các cái khuyến nghị mua gần như cuối cùng của mình. Thì mình nghĩ rằng từ ngày mai trở đi thì mình nghĩ rằng giai đoạn này là quản trị rủi ro là bắt đầu sẽ quản trị được rồi. Và mình nghĩ rằng là thời điểm này ấy, thì tốt nhất là mình không nên mua nhiều nữa. Đối với mình thì mình nghĩ khả năng là không nên mua nữa. Còn ai mà muốn mua ấy, thì tốt nhất chỉ nên mua 30-40% của một mã nào đó thôi. Thì tất cả các mã này thì mình khuyến nghị ấy, là anh em đều là những mã rất là tốt. Anh em bán thì bán 1/3 thôi hoặc 1/2 thôi, còn cái phần còn lại thì tiếp tục nắm giữ. Bởi vì bây giờ anh em có bán những cổ phiếu rất là khỏe như Masan này, PNG này, BET này, PC1, TDPG, anh em bán đi thì anh em cũng không biết mua lại cái mã nào để nó tốt hơn mã này. Chúng anh em nhìn thấy TNG này, HH này, anh em bán đi thì tốt nhất chỉ bán 1/3 thôi hoặc 1/2 thôi, chứ đừng bán hết đấy. Bán xong anh em không dám mua lại chính nó mà mua các mã khác chưa chắc đã khỏe bằng nó, cho nên là tốt nhất là anh em giữ những phần này ở lại. Như Dabaco càng bán càng mất hàng thôi. Đây là những mã mình đã lựa chọn cực kỳ kỹ đấy, yếu tố đi ngược thị trường, yếu tố thuận tiện cho quỹ mô mình đã lựa chọn rất kỹ rồi. Cho anh em bán thì cứ bán 1/2, 1/3 thế thôi, chứ đừng bán hết nhé. Bán hết bây giờ hỏi mình mua lại con gì toàn bộ mình không biết tư vấn con gì luôn đấy, thực sự bây giờ thế. Kể cả cái mã cuối cùng mà mình khuyến nghị hôm nay cũng tăng 3% rồi, thì đây là khuyến nghị của mình. Còn ngày mai mình sẽ cố cố tìm này, mình có nhắn trong nhóm này, ngày mai trở đi này là khả năng sẽ đóng bảng không mua nữa, và ai mua ấy, thì mình sẽ tất nhiên phải cố tìm một số mã để cho những nhà đầu tư thích lướt lát mua. Nhưng mình khuyến nghị ấy, ai mua ấy, thì tốt nhất là mua dưới 15% thôi. Nghĩ anh chị có 1 tỷ thì tốt nhất là mỗi lần anh chị vào lệnh khoảng 150 triệu, 200 triệu thôi nha. Thì từ mai trở đi anh em bắt đầu dừng mua dần. Thì yếu tố là rủi ro thì mình đã thấy rồi, bắt đầu là có tỷ trọng và phải quản trị rồi. Thì trước khi vào tham gia cái đồ thị thì chúng ta, nếu anh chị nào muốn vào mã cộng đồng ấy, thì quét mã này để vào nhóm Zalo để được mình nhắc nhở nhá. Zalo ấy, nhóm cộng đồng mình cũng phím trực tiếp luôn, và anh em à mua theo rất nhiều, anh em là đều mua theo mình và đều đều có lượng lãi khá là lớn đấy. Đây anh em này cũng mua này đấy, thì rất là nhiều người đã có những lượng lãi nhất định mà khi mua theo mình đấy. Này đây là nhóm cộng đồng cũng có mức lãi rất là lớn đấy. Thì mình có khuyến nghị tất cả những điều này trong nhóm cộng đồng, thì anh em nào mà muốn vào nhóm cộng đồng ấy thì quét mã QR và nhớ nhắn tin cho cái số điện thoại của mình nhé, bởi vì mình kiểm tra xem mà có phải nick ảo các ông spam không nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cái đồ thị để mình chia sẻ cái góc nhìn về rủi ro, xem nó có thực sự rủi ro hay không hay là do chúng ta lo lắng. Đầu tiên chúng ta phải phân định một câu, hôm nay rõ ràng một cây nến úp bô ngược màu đỏ với khối lượng lớn là rõ ràng là có thể là thấy rủi ro, hoặc rằng chúng ta coi đây là phiên phân phối số 1 thì cũng được, cũng có thể là coi được. Tuy nhiên rằng thị trường thì không bao giờ sập ngay với một phiên phân phối đầu tiên, và rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái gap này này, ít nhất nó vẫn đang tồn tại được, thì rõ ràng rằng là thị trường nó vẫn cứ có gọi là yếu tố là tích cực, chưa phải quá tiêu cực. Nó chỉ tiêu cực đối với ai giờ hôm nay đu đúng đỉnh thì người ta lo lắng thôi. Còn chúng ta mua vị trí mua tốt, vị thế chúng ta tốt thì vẫn cứ bình tĩnh được. Cũng giống như trường hợp này này, nó mới là một cây nến, gap vẫn còn thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, trường hợp ấy không vấn đề gì cả. Còn nếu thực sự nó sập thật thì chúng ta vẫn có thời gian để xử lý cơ mà, vị thế chúng ta vẫn tốt mà. Chúng ta nhìn thấy hiện giờ này có những cây nến này đấy, khối lượng lớn, nhưng mà sau đó nó vẫn có cho chúng ta cơ hội, và chúng ta chỉ chắc chắn rằng thị trường sập khi nó có một phiên xác nhận. Ví dụ trường hợp này phải có một phiên xác nhận đúng không, hôm nay mới là cây nó đến vẫn giữ được cái gap này, cái gap này lấp đi thì bắt đầu nó mới rủi ro đúng không. Vậy rõ ràng thị trường muốn chắc ăn thì chắc chắn, thậm chí chúng ta nhìn ở đây này, những cây nến này này, chúng ta mới có một cây chả giải quyết được gì cả, đây nó có úp ngược lại này, sau đó vẫn đi lên tiếp tục. Anh em nhìn thấy chưa? Đây cái đến thì khối lượng to này, nhưng cái gap này vẫn tồn tại được thì nó vẫn cứ đi lên tiếp được. Chúng ta nhìn này, cái gap này vẫn chưa bị lấp ấy, nhìn to cho anh em xem, nó vẫn giữ được cái gap này thì thị trường vẫn hoàn toàn có cơ hội đi lên. Nó chỉ bắt đầu rủi ro khi gap này bắt đầu lấp này, anh em nhìn này, cái gap này bị lấp này bắt đầu là dấu hiệu rủi ro. Đấy, gap to như này mà bị lấp này là rủi ro, anh hiểu không? Hoặc là những dấu hiệu như này này. Đấy, anh em nhìn một cây nến đỏ chưa, giống như nó phải có một phiên thật sự xong rồi hai đỉnh chúng ta mới sợ. Kể cả mình nói rồi, kể cả cái trường hợp nó úp hẳn như thế này chăng nữa đúng không, đây cái gap này này nó vẫn còn, chúng ta cứ bình tĩnh, khi nào nó lấp xong nó sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa bán. Kể cả chúng ta không bán được ở đây, chúng ta bán được ở đây hoặc ở đây vẫn có những lợi nhuận nhất định nhé.
ta không thể là bán được ở chúng xác đỉnh, chúng ta chỉ bán khi mà nó có dấu hiệu hoặc chúng ta bán ở khu vực này. Thì cùng lắm những cái cổ phiếu mà anh chị em hôm nay nhìn thấy lãi 2% ấy, anh em bán hòa vẫn có chả có sao cả. Nhưng mà khi nào mà cái gap này chưa bị lấp mất ấy, thì mình đánh giá rằng thị trường vẫn cứ ổn, vẫn cứ ổn. Còn nếu mà bắt đầu lấp mất thì chúng ta bắt đầu lo lắng dần chứ chưa phải hoảng loạn. Để mình khẳng định thế, chứ anh em cứ bình tĩnh mà xử lý. Mình nghĩ như vậy thôi. Anh em nhìn thấy nó luôn luôn có, ít nhất mình đã nhắc rồi, thị trường chỉ bán thích ấy, lo lắng thì bán và phải chọn lúc hưng phấn nhất để bán. Đấy, lúc nó mạnh mẽ nhất để thì lao ra bán, và chỉ bán 1/3 hoặc là bán cái phần margin thôi. Còn nếu phần còn lại ấy, thì khi nào hoàn thiện mẫu hình thì nó mới bắt đầu bán. Ví dụ mẫu hình nó phải là gì, 1, 2, 3, 4 cây cả một cụm nến như này. Đây nó là một cụm nến chứ không phải là một cây nến, nó là một cụm nến, nó hai đỉnh, mẫu hình hai đỉnh này chúng ta mới bán chứ, đúng không? Mẫu hai đỉnh này chúng ta cứ cố gắng tìm đỉnh bằng mọi giá thì thực sự nó rất rủi ro. Đấy, chúng ta nhìn này, kể cả một phiên này, đấy chúng ta nhìn này, đây này nó cũng tạo gap này, cũng phân phối vốn lớn này, kể cả chăng nữa nó vẫn tạo lên một đỉnh nữa. Do đó thì thị trường chỉ rủi ro khi nó rõ ràng tạo được cái mô hình hai đỉnh, nó phải tách biên dần ra. Đấy, mình lấy ví dụ kể cả chứng khoán thế giới chăng nữa, anh em xem không? Nó giảm đi chăng nữa thì nó phải từ từ nó tách dần cái biên này ra, sau đó nó co giật với việc mà chi căng thẳng này, nát biên mở lại, kể cả nó sập đi chăng nữa thì nó không bao giờ sập ngay trong vòng một vài phiên, nó sập nó phải như thế này, lên đây xuống đây lên đây, nó còn chán chê cho anh em đấy, anh em nhìn đấy, sập đi chăng nữa nó cũng phải vài đỉnh đấy, anh em nhìn đấy, kể cả đây nó phải tách biên này, tạo đỉnh này, đúng không? Cứ bình tĩnh thôi, không vấn đề. Đề xuống một đỉnh này, hai đỉnh này, test lại thôi, là chúng ta có những tổng cộng, chúng ta có những, nếu mà kể cả chúng ta ở đây nhé, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để bán, cứ coi nào bây giờ là đỉnh đi chăng nữa, một đỉnh này khi nó hồi lên test lại đỉnh này gãy nữa này, chúng ta có ít nhất 3-4 phiên để bán thì tội gì chúng ta phải hoảng loạn, đúng không? Thế không việc gì sợ cả, chúng ta mình nghĩ là mình cứ bình tĩnh thôi, nó tách biên ra nó phải có một thời gian nữa nó mới sập. Thì mình nghĩ là kể cả thị trường bây giờ mà có sập ấy, có sập thì chăng nữa, cứ coi là đây là đỉnh đi chăng nữa nhé, thì nó không bao giờ rơi ngay, mà nó sẽ phải lằng nhằng cho anh em vài phiên nữa. Xuống đây này, hậu lên đây này, xuống đây này, lên thấp hơn này, xong xuống. Ít nhất chúng ta có vài phiên, vài cơ hội nữa để anh em bán. Và tất nhiên mình sẽ nhắc lại anh em nhé. Đây này, nhắc lại cho anh em. Cái anh chị em cái chỉ số này, mình nhắc lại cái khu vực này. Đấy, khoảng tầm 28 tháng 5 này. 27 tháng 5, 28 tháng 5 này, hôm nay là 20 rồi. Thì mình nghĩ rằng còn 1, 2, 3, 4, mình nghĩ là từ thứ 5 tuần trở đi. Đấy, thì mình nghĩ bắt đầu rủi ro. Hôm nay thứ 2 này, ngày mai thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5 này, thứ 6, thứ 5, thứ 6 tuần này trở đi. Thứ 6 tuần này hoặc thứ 2 tuần sau trở đi thì mình nghĩ bắt đầu rủi ro. Và mình nghĩ là nhóm mình thì chắc là sẽ bắt đầu có kế hoạch là thứ 4, thứ 5 tuần này sẽ bắt đầu hạ hàng dần. Đấy là kế hoạch của mình, nếu có dấu hiệu rủi ro. Còn trường hợp mình không hạ hàng, sẽ không hạ hàng khi, tôi cáo thẳng tiếp vào đây. Đấy, thì mình lên đây mình sẽ theo dõi tiếp. Tất nhiên là đến đây mình lại ngồi đếm lại. Lại 1 này, 2 này. Đấy. 3 4 5 6, nghĩa là mình lại đếm lại tiếp. Nếu mà trường hợp nó kéo thẳng lên như này. Còn nếu mà nó coi như tạo đỉnh ở đây luôn thì mình sẽ cân đối. Và anh em nhớ mình nhắc hai lần nhé, nếu đây là cái đỉnh này thì thị trường sẽ như thế nào? Sẽ có hai trường hợp duy nhất, một là tạo đỉnh luôn đây thì nó sẽ không bằng đứng được đỉnh cái cũ đâu. 1292 nó sẽ tạo đỉnh luôn ở 1280 mấy này luôn. Còn trường hợp thứ hai ấy là nó đã đánh ấy thì nó sẽ đánh thẳng lên trên này lên 1310, sau đó nó tạo đỉnh ở đây và nó rơi. Để đến nghĩa hai trường hợp, một là những người chờ về bờ ở vùng đỉnh này để bán này, những ông chờ bán ở vùng đỉnh này thì nó sẽ không cho ông bán ở đây mà nó cho ông chết luôn. Thì đấy câu chuyện mà tại sao mình luôn khuyến nghị anh em ấy là phải bán trước 1/3 khi hưng phấn, mà ai lo lắng cứ lỗ về bờ ấy là phải bán 1/3 trước đi đã. Đấy, cứ lỗ về bờ là auto bán đi đã. Thì đấy là lý do đầu tiên. Còn lý do thứ hai ấy là nếu mà nó đã đánh lên ấy thì nó sẽ đánh vượt lên một tí, và rất nhiều người sẽ lao vào đây bảo là vượt đỉnh rồi nhá, anh em vượt đỉnh rồi nhá, lên đây đua lệnh đây. Những người bán ở đây này, những nhiều người hôm nay bán này, những ông bán hôm nay này mà nó kéo thẳng ở đây này sẽ mua lại ở đây, và lúc đấy sẽ gọi chết lần thứ hai trên dòng sông. Đấy, cho nên là tốt nhất mình nghĩ bây giờ là đã bán là xác định ôm tiền ngồi nghỉ luôn. Đấy, còn bây giờ bán và đảo cái này đảo cái kia ấy thì tốt nhất anh em chỉ nên bán theo kiểu 15% nát thôi. Bây giờ chỉ chơi ít thôi, mua bán chậm chậm thôi. Sống chậm lại, chúng ta đã sống được một đoạn rất là dài, kiếm những lợi nhuận rất là dài rồi.
thì mình nghĩ anh em bây giờ là đến giai đoạn xuống chậm rồi đúng không? Chúng ta đã ăn được một nhịp đúng không? Từ giai đoạn này đúng không? Từ cái đỉnh đáy này đúng không? Chúng ta ăn lên 1.200, chưa mất hàng cây nến đỏ này đúng không? Đúng không? Sau đó từ đây đây không dám mua, chúng ta mua tiếp một cây đỏ này, đúng chưa? Cái đoạn khúc này không dám mua này, lên đến M20 bắt đầu mới mua cây nến đỏ, mua GIL thứ không? Chúng ta đã ăn tiếp được một đoạn từ đây đến đây rồi, thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này bắt đầu xuống chậm lại là vừa. Đấy, bây giờ là đến giai đoạn quản trị rồi. Còn bắt đầu rủi ro khi nào một cái gap nó bắt đầu, những gap nó bắt đầu bị lấp mất. Đó là sao? Những cái gap này này. Đấy, lấp mất là bắt đầu rủi ro dần dần. Tất nhiên là không rủi ro ngay, nhưng chúng ta sẽ nhìn và theo dõi quan sát. Nó tạo đủ hai đỉnh. Chúng ta sẽ lôi những cái chart 1 giờ ra này. Chúng ta theo dõi đúng không? Và nhìn bắt đầu nó phân kỳ hôm trước thì nó thực sự là nó đã có dấu hiệu phân kỳ nhẹ rồi. Nhưng mà nếu nó gãy ngay ở đây thì nguy hiểm hơn. Nhưng lên đây thì khả năng thị trường khả năng nó sẽ phân kỳ đến 3 đỉnh. Phân kỳ 3 lần đấy chứ không phải phân kỳ 1 lần. Mình nghĩ là nó sẽ phân kỳ khoảng 3 lần. Nghĩa là nó sẽ xuống đây 1 lần nữa xong tạo 1 lần nữa ở đây. Đấy, mình nghĩ nó sẽ như này. Thì đến cái lần thứ ba này này, khoảng tầm 27 28 này, mình nghĩ khoảng 27 28 này bắt đầu đến phân kỳ thứ ba ở đây này. Đấy, thì nó sẽ bắt đầu rủi ro, mình nghĩ là sẽ bắt đầu rủi ro, thằng này sẽ xuống đây à, xong lên đây 1 lần nữa. Đấy, nó vẽ như thế. Thì mình nghĩ rằng là đến khoảng tầm 27 28 là sẽ có rủi ro nhiều hơn. Cho nên anh em nào mà mua ấy, thì tốt nhất là mua nốt hôm nay. Còn ngày mai ấy, thì mình nghĩ rằng là mai mà mua thì thứ năm hàng mới về. Thì mình nghĩ hôm nay là mua đẹp nhất để có thể mua được. Còn nếu mà thứ la ba thì mai mua thì nó sẽ hơi rủi ro. Và thứ tư mua thì càng rủi ro nữa. Bởi vì thứ tư mua ấy là hàng thứ sáu mới về. Hàng thứ sáu về là nó chui vào cái khu vực gọi là giao mây này. Cái đoạn này là ngày 28 hoặc 29 này này sẽ rất rủi ro. Cho nên mình khuyến nghị anh em như thế nhé. Còn bây giờ thì các cái kèo mình khuyến nghị thì mình sẽ nhận định lại các kèo mình khuyến nghị. Thì anh em xem thì nhớ ủng hộ cho mình lượt like cũng như là subscribe kênh nhé. Còn mã cộng đồng mình ở đây. Ai muốn chuyển đổi và muốn mở tài khoản VBET ấy, thì để giao dịch ấy, thì có rất nhiều ưu đãi. Và quét mã này mình sẽ chọn cái số tài khoản đẹp cho. Hôm nay anh chọn cho mấy số anh em toàn số đẹp ấy. Thì mình sẽ nhận định qua các cái cổ phiếu mình đã khuyến nghị nhé. Đầu tiên là HH đi. Cổ phiếu siêu cổ phiếu đúng không? Mình với anh em mình biết rồi, nó sẽ lằng nhằng đây tí. Thế nên anh em mình chốt được giỏi thì chốt luôn ở đây rồi. Còn B0 thì bây giờ cứ ngồi chơi thôi, cầm đợi khi nó vượt thì vượt. Không vượt thì chúng ta lại bán. Không vượt thì bán là 43. Đúng không? Nhưng mà bây giờ lo cho ăn không đút được vào túi thì thôi, bán 43 sau. Không việc gì phải vội cả, đúng không? Đấy, còn nếu mà thực sự nó tăng tiếp thì chúng ta cứ tiếp tục, nghĩa là chúng ta không cố bán ở đỉnh. Đúng không? Hôm nay cao nhất 44,5. Cùng lắm thị trường sập, coi như ở đây là đỉnh thì thị trường nó sẽ rơi rất là xa, nó rơi rất là lâu thì chúng ta chấp nhận lãi 1-2%. Nó 5% không bán, lãi 100% chuyện bình thường. Đấy, chuyện rất bình thường thôi. Thế mình nghĩ là như thế. Còn mình vẫn đặt cược cho cái cửa là nó sẽ tăng. Bởi vì thanh khoản khá là tốt, vẫn tiếp tục tăng. Mình nghĩ là HH sẽ tăng tiếp. Cổ phiếu VSC cũng đang rục dịch cho chúng ta những cơ hội tăng. Chúng ta nhìn thấy là mình tắt cái mây chỉ đi. Mây đang đỡ đi lên. Mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng. Tăng lên vùng này, 79. Thế thì anh em có thể cân đối bán. Cổ phiếu lại ăn quá nhiều lần rồi. Thì mình nghĩ rằng là thôi, ông nào nhanh tay nhanh mắt thích thì nhè bớt ra cũng được. Mình nghĩ trường hợp này thì anh em lãi quá nhiều rồi thì thôi linh tay đừng để lỗ là được nhá. Masan thì hôm nay có chị gái hỏi mình nhỉ, thì mình bảo thời điểm này Masan thì chị bán cũng được rồi, bởi vì là nó từ 76,5 cho đến 70-80, khu vực này nó dao động rất là nhiều, thì chị mà đang lỗ mà về bờ thì bán tỉa dần ra, còn không thì tiếp tục theo dõi. Mình thì mình chưa bán, mình nghĩ là mình không bán, bởi vì là nó vẫn chưa cho mình đủ dấu hiệu hai đỉnh có thứ. Em nhìn nó hai đỉnh nó phải như này thì chúng ta bán đấy, chứ bây giờ chưa có dấu hiệu thì làm sao mà bảo mình bán được, đúng không? Thì đấy là những cái câu chuyện mà rõ ràng về HVG nó cứ kéo này này, thì mình bảo rồi nó có chết ấy, thì nó phải chết như này này, nó sẽ mình sẽ bán ở đây, nhưng mà nó không chết nó kéo tiếp thì tại sao mình phải bán, đúng không? Mình bán mình không bao giờ mình bán ở đỉnh, mình chỉ bán khi nào nó đủ dấu hiệu đủ hai đỉnh thì mình bán. Nè, như ở đây này lên đây gãy 20 mình sẽ lao mình bán ở chỗ này 30,4 30,2 đúng không? Bây giờ ví dụ cứ kệ nó kéo tiếp thôi, giờ kéo tiếp nó kéo đến đâu thì nó kéo, khi nào mà nó tạo được hai đỉnh như thế này đấy, ví dụ thế thì mình sẽ lao ra bán ở đây, nhưng mình không bao giờ mình bán ở khu vực trên trên đỉnh nhá. Anh em nào có những người mà hay thích bán ở đỉnh thì cứ bình tĩnh, còn nếu mà anh em thích bán đỉnh ấy thì mình đã nhắc anh em rồi, chỉ bán 1/3 hoặc là margin thôi, mình nhắc liên tục trong nhóm ấy à. Chỉ nên bán 1/3 hoặc 1/2 thôi, bởi vì những mã này là mã rất là tốt mà nó chưa cho mình dấu hiệu để chốt lời hết đấy. Kể cả Đa Bà Cộ thế, mình cũng bán ở khu vực này rồi một nửa rồi à, mình bán đây một nửa rồi, 30 phẩy mấy mình bán ở đây một nửa rồi, còn phần này mình cứ giữ thôi, bây giờ không bao giờ mình lỗ được cả,
một nửa mình đã lãi rất nhiều rồi, còn phần còn lại mình cứ giữ kệ thôi, nó kéo đến đâu thì kệ nó, mình cũng không quan tâm, không quan tâm nó kéo đến đâu thì kéo, khi nó tạo đủ các đỉnh những thứ thì mình bắt đầu mình bán. Đấy, anh em hiểu cái cách đánh của mình là như thế, cứ bình tĩnh, chúng ta đánh phải bình tĩnh, kể cả những cổ phiếu như là PC1 đi chăng nữa đúng không? PC1 nhiều người hôm nay lo lắng là cây nến úp bô, mình bảo cái kệ nó úp làm sao được. Chúng ta là gọi là cầm đằng cuối sợ dây, chúng ta sợ gì? Đúng không? Cây nến thì nến, anh em nhìn thấy một cây nến chả giờ một cổ phiếu rơi khi nó mới có một cây nến cả. Mình sẽ chỉ cho anh em vài cái vị trí mà nó cũng như thế. Đây cây nến này cũng úp ngược này, đây là cây nến này cũng khối lượng cao này, chạm này cũng úp ngược này. Sau đó hôm sau ăn một cây trần. Đúng không? Kể cả VHC nữa. Anh em ngày xưa cũng thế, cũng sợ vì một cây, sợ một cây. Cuối cùng là có phải mất hàng, đây cũng sợ này. Em sợ cây này đúng không? Giống PC1 không? Đơn giản là nó về cảng thì nó gặp cái áp lực chốt lời lớn. Thế thôi, làm sao nữa. Cái quá trình phía trước này, khối lượng nó thấp tẹt này, nó phân phối được cái gì mà sợ cái này. Đúng không? Thị trường sống hoặc là chốt lời hôm đấy nó ăn, hôm sau ăn trần lại. Có sao đâu. Đúng không? Khi quá trình phía trước, khối lượng thấp này, anh em nhìn sang PC1 phía trước này. Cái thằng nào hấp là nó phân phối được ở cái chỗ nạn này đâu. Đúng không? Với thế, cây vôn này đơn giản là nhiều người về bờ quá, các bác gặp cản, các bác về bờ, những người chốt ở đây người ta không chịu bán này này, người ta về bờ người ta bán chốt lợi gọi là cắt lỗ bán hòa, thì cũng sẽ giống như những chị gái mà chị đang cầm Masan, chị ấy, ở đây vùng đỉnh này người ta cũng sẽ lao cắt lỗ ở đấy bán hòa, người ta về bờ người ta bán hòa, lý do đấy là PC1 chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi, không có sợ gì cả. Cái gap to này chả làm sao cả, có thể ngày mai lình xình xình xong một thời gian lại tiếp tục tăng, nhìn đấy nó lên đến vùng đỉnh nó ăn một cây nến là chuyện bình thường, mình thấy nó rất là bình thường luôn, cực kỳ bình thường luôn, chả có sợ sệt gì với cây nến này cả, huống chi hôm nay là nó vẫn còn đang dương 2,3%, cho nên mình nghĩ kể cả trường hợp ấy mà thực sự ấy, chúng ta có lãi mà mất lãi thì cũng xứng đáng, chúng ta có lỗ đâu đúng không, thế thôi cứ tiếp tục cầm nắm không có vấn đề gì phải sợ cả. KSD này, hôm trước có người hỏi mình là CII, ai hỏi mình nhớ là CI và KHB, thì mình bảo anh em mua CI thì tốt nhất mình khuyến nghị mua KHB, bởi vì sao, cái dư địa nó ở đây này đấy, cái KHB của mình nó mới ở chỗ đoạn này thôi đây. Anh em nhìn đấy thì đương nhiên là dư địa nó sẽ nhiều hơn, tại sao ở mua CI đúng không đấy, CI mặc dù hôm nay cũng xanh nhưng mà rõ ràng cái dư địa cái đống cản này ngày gần đây, trong khi tại sao mình khuyến nghị KHB, cái đống cản này nó ở tận trên này này, còn CI nó đến đây rồi này, CI nó đến khoảng 23 phải mấy rồi, chúng ta dư địa nhiều hơn, chúng ta đánh như thế này thì KHB chúng ta lợi thêm được một đoạn nữa 5% nữa so với CI đúng không. HHV tại sao hôm nay nó tăng đẹp này, dư địa nó còn nhiều lắm, tại sao mua cổ phiếu này như vậy, cổ phiếu này nó cứ kêu nó yếu mà rồi nó đánh lên thì lại kêu là đẹp đúng không, cổ phiếu này mai nó mở gap lên phát thì lại kêu đẹp, mẫu hình rõ ràng chưa, hai đáy to tướng chưa đấy, thì những cái cổ phiếu này sao không mua, tại sao cứ đu những cái con này cũng được này, con này thì hơi gần cản thôi nhưng mà nó lên đến đây cũng được này. Đấy. Con này cản nó ở trên này này thì tại sao không mua những con ở đây? Đúng không? Mua cái con ở tận sát sát đỉnh làm gì? Con này FCN nó ở gần sát đỉnh rồi thì tất nhiên nó bị đè đầu rồi, nó tăng trước rồi. Bây giờ đến đoạn này rồi thì nó sẽ tích lũy. Thì khi nào mà cái ông mấy ông này này, KSB này, con ông này đến đây thì ông này sẽ tích lũy ở đây. Thì cái chúng ta lại quay ra chơi con FCN hay sao? Thì ông này lại ông vượt đỉnh. Đấy, nó giống như này, nó đến đoạn đỉnh rồi nó phải dừng lại, nó nghỉ chân 1 2 3 4 5 6 đấy. Nó dừng nghỉ chân ở chỗ đại này. Đấy, nó nghỉ chân xong rồi đâu nó vọt được tiếp. Thì nó lên trước thì bây giờ nó sẽ phải nghỉ trước. Đấy, chúng ta tìm mấy con nào mà nó chưa chưa chặn, nó chưa tăng ấy thì nó sẽ tăng rất là tốt. Ví dụ kiểu HDG cũng thế đúng không? Nó ở dưới nó tăng lên vùng đỉnh. Còn GEG này vớ vẩn này cũng 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 vớ vẩn đấy. Những con này này, con này anh em nhìn thấy à, cũng là mẫu hình rất là đẹp. Mặc dù nhiều người chửi bới bảo nó yếu, bây giờ nó không yếu nữa đấy, ví dụ vai đầu vai đấy, vai đầu vai đây, vai này đầu vai này đấy, thì nó cũng là những cổ phiếu rất là lãng quên ấy, bị rơi vào lãng quên đấy. HBC ra mà à, CTD mà CTD giống HH đúng không, CTD giá này thì cũng được, vẫn còn an toàn nhưng mà nó ở cùng gần đỉnh hơn. HH mình thấy đẹp hơn, bây giờ anh em đã nhìn thấy rõ ràng HH đã đẹp hơn, tại sao mình lựa chọn HH chưa. Đấy, mình lựa chọn giữa hai con chat giống nhau HH và CTD, mình lại lựa chọn H chưa? Rõ ràng HH nó đẹp hơn rất nhiều. Đấy, điểm mua của chúng ta bây giờ lãi 5% rồi. 41 này. Bây giờ lãi để chơi phải 6% 5-6% rồi. Đấy, CTD thì không lãi bằng đâu. Đấy. 67 làm sao lãi bằng, đúng không? Còn một cổ phiếu nữa là cổ phiếu gì nhỉ? Chúng ta xem mình đã khuyến nghị gần đây mình khuyến nghị cái gì nữa nhỉ?
GIL có khi cổ phiếu này có khi cũng đang chuẩn bị mua được đấy. GIL là có khi đang mua được đấy, điểm mua này nó đang tích lũy ở đây này. Nó đến vùng tích đỉnh gần đỉnh rồi nó tích lũy. Anh em có thể canh mua GIL nếu 34,5 anh em mua. Thì mua thì nó có thể là co giật, đây là mình kẻ trước rồi này. Đấy thì nó sẽ co giật và nó sẽ có một cái nhịp tăng mới. Mình nghĩ là như thế. Thì cố gắng mặc cả tí, khoảng 34,5 thì mua. Đấy, nó sẽ co giật nó đẹp rồi xong nó bứt đỉnh sau. Thì mình nhìn con TNG này là tăng vượt rồi này. GL vẫn trong mua này. BGT xong này. BGT lên trước rồi. STK cũng dệt may. Thôi con này thì đánh hơi khó chịu nhỉ. Này hơi khó chịu tí. Đấy. Anh nhìn đến cổ phiếu thế thì mình xem qua khá nhiều cổ phiếu rồi. Thì anh em xem thấy hợp lý mà muốn về nhóm mình ấy, thì liên hệ với mình hoặc vào nhóm cộng đồng trải nghiệm trước. Còn về nhóm mình đương nhiên anh em nhìn thấy đây là cộng đồng thì mình sẽ không để nhắn kỹ. Còn đây mình ghi rất là rõ mua tại đâu, cản bao nhiêu, vượt được 57 thì sẽ lên như nào. PC một điểm mua, hai trường phái. Ai thích ăn dàn mua KHB, ai thích kiểu tăng trưởng thì mua PC một VGC, GIL. Đấy thì đấy là cái chiến lược mà anh em tùy tùy sở thích nhé. Thì video này cũng khá dài rồi, mình làm đến đây thôi. Thì cảm ơn tất cả anh em đã luôn luôn đồng hành lắng nghe. Và hãy nhớ những cái lý do này nhé. Không phải là chúng ta người lo lắng. Những người lo lắng là những người mới mua hàng, chưa có đệm lãi và thấy lo lắng. Những người là đang lỗ thì về bờ người ta lo lắng. Còn chúng ta đang có lãi, chúng ta lại cầm gọi là cái vị thế chủ động. Thì tại sao chúng ta phải sợ? Đúng không? Không bao giờ thị trường chết ngay trong một phiên mấy. Rất khó chứ phải không bao giờ. Để bảo không bao giờ thì không đúng. Không có gì, cái điều chắc chắn nhất là chả có gì là chắc chắn cả. Mình nói thật bởi vì trong cuộc sống mình đã từng nói anh em có những cái mà chúng ta đã từng bị lừa. Ví dụ đây là một trường hợp. Đấy. Mình cứ nghĩ rằng nó sẽ phải rơi từ từ, nó rơi một cái, đây là một trường hợp chúng ta không thể phán đoán được. Đúng không? Cũng có những trường hợp mà thị trường nó rơi ngay một phiên như này. Đấy. Chúng ta không thể biết trước được. Nhưng mà đại đa số thì chúng ta làm theo quy luật thì vẫn đúng. Nghĩa là cứ bình tĩnh, tạo hai đỉnh đi chúng ta tính sau. Nhé. Thì cảm ơn tất cả mọi người vẫn đồng hành cùng Tuấn Hưng. Và hy vọng là sẽ được chuyển ID phục vụ anh em trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người.